chào tất cả các bạn nha. Chào cái lại cái nữa. Chào các bạn nha. Sáng hôm nay mình có rủ ngon dở dớt bắt được mớ cá cũng bụng nha. Mấy anh em mình đi mua thêm một mớ rau. Rau để mình ủa về năm hàng xóm bả cũng trồng đồ gãy đồ nhà không mà tươi ngon luôn nha các bạn. Hồi nãy có hỏi bả lấy bẻ rau chưa? Có rau làng. Có nghe chứ nó thôi rồi đang ăn bẻ rau hết đợi ổ rau lại chết luôn. Rồi anh em mình có gom lại làm một buổi cơm trưa. Đó, bây giờ mình sẽ nấu nồi đất này nồi cơm bằng nồi đất nha các bạn. Bây giờ mình nấu cũng nồi chính rồi. Chính rồi, giờ mình sẽ dở lên cho các bạn coi cái nồi cơm nha. Cho mình nấu bằng nồi đất. Ồ. Quá. Quá ngon rồi. Ngon luôn. Nồi cơm nó nở đó. Nghe ngốc luôn ha. Nó dẻo thịt hộp cơm nó đã. Béo luôn. Đáng tiếu hộp cơm. Cái nồi này nồi bình thường nồi điện đồ nấu sao ăn qua nồi này nổi. Nồi này ngon lắm. Thơm phức. Bây giờ mình sẽ nhắc xuống là mình sẽ kho cá nha các bạn. Này kho tiêu ha. Kho tiêu kho khô lại rồi. Cái ha. Mấy con cá tiểu này lên mình kho ớt đi. Cơm. Mình kho ớt đi. Được không? Quá ngon. Tính ra nồi cơm này không đủ mình... mình làm mấy con cá quá ngon. Giờ mình kiếm rồi mình sẽ nhắc xuống nha. Chuyến sau mình rút kinh nghiệm mình nấu cái nồi cơm bự hơn. Ăn cho nó đã ăn cái. Bây giờ mình sẽ nhắc cái nồi xuống nha. Được không đây? Kệ ráng mình nhắc đại đi chứ. Sáng giờ mấy anh em mình chưa ăn gì hết các bạn ơi. Giờ cũng gần 2 giờ trưa rồi. Đói dữ lắm, đói rồi đó chứ. Nãy giờ đợi nè. Trời ơi cái này mình đưa cái chảo lên mình cho nước mắm với tiêu đồ vô cái. Nhắc tới là chịu không nổi. Bây giờ mình sẽ bỏ nồi lên mình sẽ kho cá nha các bạn. Nấu được không anh Mập biết nấu anh Mập. Vậy cứ nấu đại đi. Ngày xưa anh cũng có học đầu bếp bên Iraq á. Thôi bây giờ mình sẽ cho chào bạn nha. Mình sẽ cho hùng xào bên trên mình sẽ cho camera vô các bạn. Camera đầu bếp chính của mình nha các bạn. Cho miếng muối vô nha các bạn. Cho miếng muối vô để mình luộc rau cho nó ngon. Nó tàn muối kìa. Cục sạm miếu các bạn ơi, không có biết nấu nướng gì trơn á. Để mình chết vô rồi. Mình ra tay chỗ này vô trước nè các bạn, nó lâu chín không nhau. Mình sẽ cho củi lửa ra nó cháy phùng lên nha. Hấp dẫn tuyệt vời. Sáng giờ mấy anh em mình chưa ăn gì hết các bạn ơi. Đầu biết mình ra tay chút xíu nữa để coi cái món kho nữa sẽ như thế nào nha các bạn. Còn món kho quẹt nữa để mình luộc rau xong cái là mình làm cháo kho quẹt nữa mấy anh em mình ăn cơm nha các bạn. Nó là đất này nó im rồi. Nó nhanh nhanh sôi. Rồi xong mình sẽ chuẩn bị cái lá chuối này nha các bạn. Mình đây mình không có dễ các bạn ơi, mình lấy lá chuối đựng các bạn. Trên đây mình sẽ bài biển cho nó. Nó rau mình nè. Lá chuối này. Đậu bắp. Khổ qua. Với bầu với rau tập tàng nha các bạn. Sáng nay ông đi dở dớn được mớ cá ngon quá các bạn ơi. Ừ, cá rồi. Nhá rồi. Cá mình dở dớn hồi sáng nha các bạn. Đó, quá ngon các bạn ơi. Cá tươi mình mần sạch sẽ đó nha các bạn. Đó, chút xíu mình để dành là mình sẽ kho cá tiêu. Kho ớt được không? Hùng sạm ăn ớt được không? Hả? Cũng ăn cay lắm bạn. Quất lần nào có ký ớt á. Về bỏ luôn cái mỏ luôn. Bữa đó về như mắt bố la nguyên đêm luôn đó chứ. Cái này luộc mà chấm vô kho quẹt nó ngon một cái. Lâu lắm rồi chưa ăn lại món này. Từ sáng giờ mình cũng chưa ăn gì hết trơn nha các bạn. Anh em mình nhịn tới giờ luôn đó. Mà vô đồng cũng không có gì đâu để ăn nữa. Cái này tính ra cái này nấu mau sôi dữ chứ. Rồi đất nó nóng là nó nóng nhanh lắm.
Đó. Đúng là đầu bếp chính rồi, làm nhìn thấy mắt thèm. Dẫn. Em đâu biết mà phụ cho đi ra ngoài, thẻ đỏ ra ngoài rồi cầm quay đó. Không có em để dành em nói xàm không à, chứ nấu nướng đâu phải chuyên môn của em. Ngon quá bạn ơi. Bụng cái yếu xìu á, sáng giờ có ăn gì đâu. Sáng thấy mắt ham luôn á trời. Cũng nhìn khổ nữa, nó nhìn khổ. Nhìn bán nữa. Không biết ăn có qua không Hùng? À, biết chứ, không để anh Mập anh làm hết rồi. Không biết cũng gán nuốt vô. Đâu anh vào. Nhớ. Giờ bầu với khổ qua mình được rồi bạn ơi. Mình gấp ra tới mình luộc đậu bắp với mình luộc rau. Nãy giờ bầu mình nó cũng vừa ăn rồi. Mình vô dạ, đậu bắp. Đúng. Cái rau này xong một phòng chấm với cá mà kho tiêu một cái sạch sạch ha. Hết bài luôn. Nhiều rau luôn bạn ơi. Cái nồi bự hết biết bự luôn. Bạn nhìn nó, nhìn nó. Giờ này đói muốn xỉu luôn mà em cũng gán đợi để anh thưởng thức tay nghề của thằng Cam này thứ lần sau. Coi mà nhắm có lý chứ sau cung đình sát bên nhà em giới thiệu cho nó gì nó nấu. Vô lại mua già quá. Đây có bạn bè luôn nha mấy bạn. Phong cảnh mát mẻ nha, bạn bè tới nhiều lắm nha. Mấy anh em mình nấu nồi bằng nồi đất các bạn đi nghe ai cũng nhịn vậy. Mấy anh này mua được đâu, mấy nồi đất quá hay à. Mấy nồi đất này mấy anh em mình đặt người ta lâu lắm mấy bạn. Người ta giờ người ta không có sản xuất nữa, quen người ta mới làm giùm mình mấy cái. Giờ tới mình kho cá bạn ơi. Đây đây tới câu quan trọng nhất. Đốt cho nó khô chảo cái đi. Nó nước màu. Các bạn coi đầu bếp Cam nha các bạn. Để ăn chút xíu à hả? Chút xíu thôi. Chút xíu thôi ha. Nhiều quá là ăn máu nhiễm dầu. Mình cho tí xíu đường vô mình thấy nước màu nha các bạn. Đó. Lên, nhìn lên. Đắp mình kho cái là tới tay. Ăn luôn cái đít nồi luôn. Kho ha. Để cái khúc mà cuối ha, đổ cơm vô mà trộn ha, cạo ha. Ăn đi tới đáy luôn rồi nào cũng hay á. Ăn là lên đất luôn các bạn. Mà mình thấy ăn bình thường thôi, mình đừng có trộn. Tại mình trộn anh Mập anh ăn là nhiều khi mơ mình không có còn cái chảo đâu, mình kho cá nữa nha các bạn. Bên này mình đặt lâu lắm mới có cái chảo này nha các bạn. Giờ ít còn chỗ nào bán cái này lắm. Đó, hấp dẫn. Quá. Đói. Anh Mập anh nhiệt tình quá mấy bạn ơi. Đói quá đói luôn rồi. Anh nằm anh chụm lửa luôn. Ngã màu lại gai em. Quan trọng là cái khâu là kho này nha. Ghê anh trai. Tại vì hồi đó là có luyện là dây ở trong Thiếu Lâm gà phải không? Trong phái Thiếu Lâm gà phải không? Luyện Như Lai thằng chưởng à. Không biết sao luyện về sọt vô đất cát rồi đó. Ở lên màu đẹp nữa bạn. Đó, màu quá đẹp luôn các bạn ơi. Quá hấp dẫn các bạn ơi. Có người nào khét không ta? Quẩy. Khói đầu. Ừ. Giờ mình cho tỏi với ớt với hành nãy mấy anh em mình băm vô nha các bạn. Wow.
thơm nha các bạn, thơm thơm cực kỳ thơm luôn nha. Nè, hửi 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 quá rồi. Tới tay cái nồi này tới tan luôn rồi, thơm quá. Không nhiều đúng không các bạn ơi, đói quá không nhiều đúng không. Vô cá đi anh, vô cá vô cá vô cá đây. Bắt đầu cho cá vô nha các bạn, dở cao lên dở. Đó đó quá rồi. Giờ mình cho vô đây chút xíu bột ngọt nha các bạn, chút bột ngọt, một miếng đường nữa đi, miếng đường đó vừa nữa rồi, cái miếng chả chép 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 chưa có chín, vừa miếng nước mắm nữa nghe bạn. Một cái đó nhét cá bự xuống, chở ra đi vào cho nó thấm đều, chở nó chóc cá rồi để gì đây, để tự thấm rồi mới soi lên lại thấm cá. Mình sắp cho nó đều đều nha. Ai chạy đi ngang cũng khen cái nồi cá đồ thơm hết trơn nha bạn. Cho lửa đi anh, cho lửa, cho lửa. Về chung một nhà, anh em sống chết có nhau hả? Về chung một nhà, về chung cái này là về chung một nồi nha các bạn. Mình cho vô miếng tiêu cho thơm bạn ơi. Đó, chút cái mình bỏ thêm miếng nữa, mình bỏ cho nó thấm cá đi. Quá thơm luôn. Nó sôi rồi. Đừng có chảy nước miếng nha, chảy hư hư rồi. Rồi mình nhéo con này xuống cho nó thấm nha bạn. Cá này cá gì ta? Cá hè hả? Cá mày dinh ta? Cái này con cá hè quá. Cá hè quá không? Cá dở dớn được có một con cá bự nha các bạn. Còn nhiêu cá nhỏ không à. Tuyệt vời quá bạn ơi. Nhìn quá hiền. Chút xíu nữa cái này mà nó kẹo lại ha. Bắt đầu hết nhẹ cái ha. Cá này gặp mấy con cá béo nữa. Cá này nó béo, mấy cá này cá chốt. Sáng rồi nó đi nguyên bầy nó vậy, nó anh em mình dở dớn cái nó vô nguyên bầy luôn các bạn. Mà cổ tâm cái nào giờ anh mập anh không biết ăn cá mà. Cái này chứ bữa nay hai anh em mình làm cái này hơi quẩy rồi bà Cam. Tại nói vậy chứ lâu lâu mình cũng phải thử được chút ít chứ với anh em chứ. Được không trời, không ép nha. Không sao. Ép buộc nha. Không sao. Đừng miễn cưỡng nha. Miễn cưỡng hạnh phúc á. Các bạn nhìn nó sôi kìa, hấp dẫn thiệt chứ. Thả thêm con tôm đỏ vô đây nha các bạn. Tôm này anh em mình chạy dọc đường ăn lủng bổng rớt tôm chừng, còn có con nè. Tôm này luộc chưa mà đỏ dữ vậy. Làm này phải nghệ thuật mới được. Cái đó màu xanh nha, chứ không phải là cắt màu đỏ nha. Cắt ngồi có cái đuôi heo đây à. Nói chơi, heo à? Nói chơi giải gì. Nghệ thuật hồi nào tới giờ đúng không? Em cũng đứt nhiều lắm rồi, giờ không còn đứt nữa đâu. Đó. Này trời xíu rồi. Cá chín cái mình vô miếng hành lá này nha bạn. Đó, mình cho nó thấm thì nó sôi rồi. Tuyệt vời lắm, tao. Em lấy cái ổ gia vị không? Có anh xay cho nó sạch cho nó nóng đều á nó mới ngon. Nóng đều phải không? Nóng đều xay cháo hả? Xay đi. Sốc rồi nè. Không được, sốc ngồi chắc có gãy qua cái hết ăn luôn. Thôi lỡ rồi hả? Ngon thì nhìn hấp dẫn thì bắt đói quá bạn ơi. Sớm giờ các bạn thấy mặt anh mập chầm dầm mà đưa nồi cá lên cái anh mập có mùi sưng liền không? Do đói. Thấy sao nè, thấy chảo khoa quẹt của mình sao nè, chịu không nổi, không dám nói tới luôn á. Giờ này mở miệng ra nói đâu có được, nó chảy từa lưa hết rồi. Ngon quá, thơm không anh?
ơi, muốn xỉu luôn rồi. Ngon, ngon, ngon. Ngon quá. Bây giờ đói, bụng đói nó còn cào hết trơn rồi. Giờ lết luôn rồi nè. Chứ giờ sao giờ? Ngồi đây đợi, ngồi đây giờ... đợi lết luôn rồi các bạn ơi. Quá trời nó mỗi giờ rồi. Các bạn có yêu thương anh em mình, mấy bạn like mạnh, chia sẻ cho anh em mình nghe các bạn, để anh em mình có nhiều động lực để làm nhiều clip tiếp theo cho các bạn xem ha. Anh em mình cũng mới làm kênh, có gì sơ sức mấy bạn thông cảm bỏ qua nha, thông cảm bỏ qua cho mấy anh em mình, mấy anh em mình còn mới mẻ quá bạn ơi, mấy anh em mình chưa có nhiều kinh nghiệm. Sắp tới đây thì mấy anh em mình sẽ làm clip sinh tồn giữa đồng với bạn. Các bạn có thích xem những clip sinh tồn thì các bạn comment nhiều vào cho mấy anh em mình, mấy anh em mình có nhiều động lực để làm clip nha các bạn. Mùa dịch này thì mấy anh em mình cũng không có làm gì hết á. Bấm cho 1000 like cũng được. 1 triệu like. 1 triệu like. Rồi bắt đầu mình chuyển qua tới mục tới anh Mập ánh sàm chí đú nha các bạn. Anh Mập ông ảnh không có cái gì hay ho mà cái được mà ảnh ăn giỏi. Quay cho bạn xem cái. Ừ. Quá ngon các bạn ơi. Nè có con tôm luộc màu đỏ tươi các bạn thấy không? Con tôm luộc màu đỏ tươi luôn. Đỏ thấy sợ đỏ luôn. Đó. Ừ, những bạn nhìn nước kho của mình nó dẻo nữa bạn. Thì mà đưa gạo vô một cái nha. Giờ nó đói tới nơi rồi đó nha. Thơm quá thơm này các bạn ơi. Kho khô mà đâu có cái nào qua cái chảo này. Tuyệt vời. Quay sát xuống cho các bạn coi, coi cái đậu sôi quá đã luôn nha các bạn. Phỏng tay, phỏng tay. Nóng, nóng, nóng. Nóng, 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 hay nóng, hay nóng. Miếng cái nữa nè. Nhìn miệng liếm thấy thèm không? Khoan, để anh lấy rồi. Ngon quá bạn. Nó mặn mặn, nó ngọt ngọt ha. Sao anh thấy em mà nước miếng mà nuốt ực ực vậy không sao? Anh chỉnh âm thanh nhỏ là nuốt đâu nghe. Vậy hả? Thơm quá. Giờ là mùi thơm nó bốc lên rồi đó. Trời dữ đó. Cho nó thấm chút nữa đi. Dán chút xíu nữa nghe ông Sạp. Cho nó kẹo lại ha. Ừ, dán chút xíu cho nó thấm. Ảo ảo thôi thật hay đi. Dạ mấy anh em mình vô miếng hành lá các bạn ơi. Cho nó thơm. Im quá im. Thêm miếng tiêu nữa nha bạn. Mấy anh em mình ăn cay dữ lắm. Tay làm những gì không? Trời ơi nhìn nó đã. Bây giờ mình dọn ra nhập tiệc ha. Ừ. Bây giờ nó cũng thôi chín rồi á. Mình sẽ nhắc xuống nha các bạn. Nhìn qua nhập tiệc giùm anh em mình ha. Đi lo nhìn đằng trước kìa, dắt cái giò một cái là anh nhập còn dữ nữa. Quá nóng rồi. Thấy cái gì đâu rồi. Ngon. Lụm ra mập. Miếng lá chuối. Mưa lá chuối nó rớt. Mình sẽ thế này nồi lên ha các bạn. Ờ nhìn nó sôi nè các bạn. Nè, để xới nồi cơm lên nha. Nồi cơm quá ngon, mà có cơm cháy nữa. Cơm cháy rồi. Ừ, có cơm cháy nữa nha các bạn. Xới tới chiều luôn đi, lấy cái chén múc ra dùm đi, nó đói dữ lắm, nó đói rồi. Chịu hết nổi rồi. Giờ này xích ở đây nè, giờ này xích. Rồi mời các bạn nhập tiệc cho mấy anh em mình nha. Thôi giờ mời các bạn dùng chung với hai anh em cho vui nha các bạn. Em xin phép em khai vị nha. Làm trước đi. Thử trước miếng cơm coi sao. Cơm nấu không nào nó không mùi gì à. Đắt không? Ở đâu rắc ra đây. Ừ. Ừ. Đồ em làm miếng bầu các bạn. Ừ, đã. Bầu nó vừa chín tới không? Ngay còn thực thật đã miệng lắm. Rồi, mình cũng mời tất cả các bạn ăn chơi cơm chung cùng với mình ha. Ừ. Đó, bây giờ đó, mình đi. Sẽ mình sẽ làm một miếng rau mình chấm thử nha. Ừ, ừ. Ngon quá rồi. Bầu vừa tới ngon lắm.
Đây, mời tất cả các bạn cùng ăn với mình nha. Mình đói quá các bạn ơi. Ừ, anh tập trung vô anh mời đi. Để mình giải quyết cậu bên đây cho. Ăn miếng gầu dền nè. Thơm quá các bạn. Đúng là caramel mà nó làm hay thiệt. Rau vừa đến tới ăn giòn nó thật sự cũng đã. Thấy cá nữa em. Cá em à. Cá này nhai rương luôn á. Cá này nóng nữa các bạn. Cá nó nóng rồi. Bỏ xương là không có còn tí rồi. Làm nước ớt nữa các bạn. Miếng chấm miếng cơm miếng này rương nữa ha. Nóng nóng coi nữa rồi. Ớt nó cay rồi thêm tiêu nữa. Ăn với cơm nó ngọt. Đó. Mời các bạn nha. Ngon quá các bạn ạ. À. Giờ đói quá, ăn quá ngon rồi. Nhưng mà nãy giờ đứng đâu mà hửi mùi nó no rồi công chứ. Quá hửi mùi nó muốn xỉu luôn rồi. Quá thơm luôn rồi. Nhậu thử cái đậu bắp rồi. Cái đậu bắp này mà nó y gan hai cái món mà rau dền với mà bầu nãy nữa là caramel này đưa đi nấu cũng đình được rồi. Được. Vậy là năm sau nó chỗ tài kế nhà em nha. Có cho anh đi theo không? Ờ, à, nhà đi có mẹ. Người nào cần thiết rồi đi với anh đâu cần thiết không đi theo làm gì. Vậy là bỏ nhà luôn ha. Ừ. Quá. Dạ vô luôn các bạn. Mấy anh đợi cũng được, mấy cái phút 90 anh cho anh xuất hiện. Nào em đem mấy cái thau chén ra ngoài thằng nước đó để đó anh xuất hiện được rồi. Quá. Rau dền này ngon rồi. Rau dền này có lý. Cá béo không? Không cởi, mình không cởi. Mình chơi mình không cởi. Béo mình không tự mình biết thôi. Trời anh thấy không? Ngon. Có vậy chứ em làm cái nhìn hấp dẫn vậy chứ cỡ 7 chén là em luôn rồi. Đi hậu tiên. Tao không nói đâu, 7 chén. Làm nhẹ 7 chén ha. 7 chén rồi. Giờ ông đến chén nữa bạn ơi. Thạch xanh nha các bạn. Tới hoài với không hết nha các bạn. Làm thêm chén nữa. Ta thấy ngon là ngon. Ngon quá cái làm thêm chén nữa. Ta thấy ngon ngon mà mình ăn sao cho coi được. Bụng nút trọng không hay gì hết. Đói quá đói rồi. Đâu có hồi nãy cái chén chưa thấy hùng làm là mình ém á. Ém cho ăn lâu chút xíu á. Đó, chén ăn miếng luôn. Chấm rồi cái nó thấm á. Còn ngon không? Ừ. Ngon quá. Caramel này rút chắc. Ngon quá. Giờ mà hỏi ngon không á. Quá tuyệt vời luôn. Hai anh em mình nói chuyện với nhau thôi caramel rồi. Thôi để em vào ăn hả? Để em vào ăn thoải mái hả? Để ăn thoải mái mới được. Không có cho anh có cẩu bằng gì dính níu vô trong đây chứ. Mà không có chút dưới mình hả nói chuyện nữa ha. Nó làm phải làm từ từ ha. Làm thôi cho kịp anh Mập á. Khó chén nha các bạn. Chén đầu tiên ha. Anh Mập cho dụm chén anh Mập. Ok. Mình phải chén thật, mình gâu dài với anh vậy đó. Gì chứ caramel phái quay lắm. Anh ngồi nó quay hoài nhìn phái lắm. Chấm với cái chảo quay vòng vòng vòng. Trời ơi cá thịt nó trắng tươi luôn các bạn ơi. Trắng buốt con cá luôn. Ê, mấy cái cá mềm luôn. Bởi vì nó muốn tan trong cái miệng. Người mà biết ăn mà không biết thưởng thức là nó gì cũng thất bại. Con cá này nó ngon nhất là chỗ nào? Đây tinh tí cái bụng. Phải không? Nè. Có mỡ có nạc, thấy không? Nè. Con trướng. Hít hà. Đúng. Ở nóng quá nóng rồi. Là gương bỏ là mập. Thôi em nhai thương luôn cũng được nữa. Thôi bỏ. Làm miếng ngon à. Đó. Ăn này thiếu ớt đâu ngon. Mới vậy. Mà còn có nhiều mình đâu nên bỏ xuống. Bỏ chén luôn. Quá ơi mày các bạn. Cái nào nó cần kẹo kẹo ha, mình chấm luôn một cái ha. Các bạn thấy không? Ừ. Nó nói đi. Mình rút còn ăn. Quá ăn rồi các bạn ơi. Đang hỏng lợi luôn rồi.
Em thì cũng giỏi, có cái dở rồi ít ăn thôi. Yếu ăn nhờ mạnh nấu ha. Yếu ăn rồi ha. Ăn ít rượu rồi. Mà mỗi lần mình ăn phải ăn cơ láng rồi. Em quá em. Tinh tí rồi. Chịu gớt nè. Không chịu gớt. Không chịu gớt. Cứ làm hết luôn đi chứ để. Không chịu gớt. Không chịu gớt. Thấy ham luôn rồi. Thơm dữ không? Không chịu gớt. Không chịu gớt. Là bỏ đi. Mới nào không cần thiết mình bỏ đi. Không nuốt luôn. Là bắt đầu mở nè. Nhớ bụng nữa. Mình làm thêm chén nữa nha các bạn. Mình buồn rã lắm. Ngon quá. Đã. Cái nồi cơm nó thiệt tình quá ngon luôn. Có cơm cháy trong này luôn. Chút nữa hồi chứ. Đập cái nồi này ra lấy cơm cháy ăn. Đúng rồi. Nói rõ ràng không? Mỗi người có cái đam mê khác nhau không? Ngừng á. Thì gặp cá cô này nè. Bay vô cầm chén không kịp. Tận người phái quay. Không? Chừng 3 tiếng hồ mà anh chưa xuất hiện nữa rồi. Rồi. Mình làm thêm với cả bạn thêm miếng nha. Mình làm thêm cá ngon quá các bạn ơi. Ăn nãy giờ khó thành quá. Con cá không mà quên không? Tinh tí nè. Mình nó bồng lắm. Cà xé lử. Thơm quá. Mà đâu có thể dừng cuộc chơi được. Không dừng được. Quá ngon. Thêm một miếng bầu nữa. Con cam này ơi. Ác trứng này. Gần 40 năm nay mà mới biết kinh nghiệm đó. Rồi, thôi mình cũng xin kết thúc clip tại đây thôi. Nếu bạn có thương mến anh em mình thì cho mình một like, một đăng ký kênh. Hey, xin chào các bạn nha. Trời ơi, nó còn nữa hả? Ôi, chào các bạn. Xin chào các bạn. Chào các bạn, các bạn đi, các bạn kết thúc ơi. Tại đây. Các bạn có thích thì cho anh em mình một like nha các bạn.